Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Nhà Vườn Thời Mận. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ bấm chồi tạo dáng 4 phần cho cây mai chiếu thủy này. Tôi tự chơi, tự sửa các cái cây này, cho nên nó không được chuyên nghiệp các bạn. Thế thì bây giờ chúng ta quan sát kỹ vào trong cái gốc của cây mai chiếu thủy này. Có rất là nhiều chồi, nó đâm, nó nứt lên các bạn. Đây, đây. Đây, chúng ta sẽ bấm bỏ các cái chồi này đi các bạn. Chúng ta đã cơ bản bấm bỏ xong một số cái chồi trên cái cây dưới gốc của cây mai chiếu thủy các bạn. Đây, cho bạn chúng ta lưu ý là bấm cho nó sát vào một tí các bạn. Sát vào trong các cái rễ này để nó hạn chế không sao, hạn chế nó nứt lên các bạn. Nó cây nó bấm sát vào một xíu. Này, những cái chồi rất là nhỏ trong cái rễ này, tạm tranh thủ ta bỏ luôn các bạn này. Chiếu thủy này rất là dễ các bạn, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng phải cẩn thận một xíu, nếu không thì nó gãy thì cũng mất công. Chúng ta tạo lại 3 đến 4 tháng thì chúng ta mở cái dây nhôm này ra các bạn nhé. Nếu để lâu nó sẽ ăn sâu vào trong cái cành của mình, trong cái thân cây của mình thì nó sẽ bị tì vết đó các bạn, dài ra rồi các bạn. Ở trên các cái tán này một số nhánh nó nứt dài ra, thì bây giờ chúng ta sẽ bấm bỏ đi các bạn ha. Ta bấm bỏ đi đây. À, nhánh này nhưng mà không ạ, các bạn nhánh này nó đang cho bông các bạn này, đang cho hoa và nó cũng đang ngán, thôi ta để lại các bạn ở đây nữa. Đây nó có bốc rồi các bạn, sắp cho hoa rồi đấy. Đây, sắp cho hoa rồi các bạn ạ. Rồi ở đây thì nhánh này thôi chúng ta bỏ đi ở đây. Đối với cái cây này thì mình cũng đang tạo dáng các bạn, đang tạo tán, tạo dáng cho nó, cho nên là cũng chưa cần thiết là phải để cho nó có nhiều bông lắm, vài cái cho nó điểm vài và cái nhắn cây cho vườn của mình thôi. Còn chủ yếu là chúng ta đang tạo các bạn, thì chúng ta cố gắng bấm bỏ và đừng có tiếp, bấm bỏ nó đi, hôm sau nó sẽ nứt ra thành các cái bộ tán hoàn chỉnh các bạn. Cái dài để ta kéo cho nó thấp xuống các bạn, nó hơi thấp xuống, nó hơi đổ xuống một xíu ha. Thì bây giờ ta sẽ kéo thêm, trước ta đã kéo rồi, để ta kéo thêm một xíu nữa các bạn, nó sẽ tạo cái dáng đẹp. Đấy, mỗi lần ta kéo xuống một xíu để cho nó giữ cho nó cái cây này. Ví dụ như ta muốn nó ở đây, ta muốn nó vị trí nó ở đây, thì bây giờ ta phải kéo xuống đây. Để hôm sau khi mở dây này ra và bắt đầu quá trình phát triển nó lên đến đây. Đối với các bạn mà thích làm vườn á, thì chúng ta cố gắng tập làm cây các bạn ạ. Khi mà chúng ta tự làm được những cái cây của mình á, thì ta thấy nó mới thú vị các bạn. Nếu như mình đem tiền đi mua về thì nó đẹp đó, nhưng mà nó không được hấp dẫn lắm đúng không? Với lại là trong quá trình chúng ta cây nó phát triển
Thì ta phải biết cách sửa soạn các bạn. À, nếu như các bạn tự tạo phôi được thì tốt, nếu không ta mua phôi về người ta chơi, chúng ta tập đành lần các bạn. À, tất cả những cây trong vườn này là đều do mình tự tạo phôi và mình làm hết các bạn, tự tạo phôi luôn các bạn nghe, chứ không phải mua phôi sẵn đâu. À, mình xin một cái giống giống nào đó thì cái nhánh nào đó về mình dâm ra là bà, mình nhân nhân tạo. À, thì khi có thời gian thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách là chúng ta tạo phôi cho cây mai chiếu thủy các bạn. Chậu này làm đỉnh cho cái toàn bộ cái cây chiếu thủy này. Đây các bạn này. Đây. Phần này là chậu làm đỉnh các bạn nhé. Rồi. Bấm bỏ phần này đi. Chỗ này hôm sau sẽ nứt nhánh, sẽ đâm chồi nữa, sẽ nứt chồi ra. Và chúng ta sẽ sáp để tạo thành cái dù ở đây các bạn. Đây này. Trong cái phần chính của cây mai chiếu thủy của mình các bạn. Đây này. Các bạn này, để cho cây mai này nó bám lên. Nó bám lên tảng đá này và phần rễ và phần gốc phủ gần hết rồi. Thế thì bây giờ đối với cây mai chưa chiếu thủy này chúng ta không bón phân hữu cơ trực tiếp được các bạn nghe. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái cách chúng ta hòa nước tưới cho cây mai chiếu thủy này các bạn. Đây, cái thứ nhất đó là nước vo gạo các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy nước vo gạo này. Đây. Mình vo gạo xong mình tận dụng cái nước này. Chúng ta cho vào xô các bạn. Đây, đây, bánh dạo ở vùng mình gọi là bánh dạo. Và sau khi ép dạo xong thì mình cho người ta xay bột luôn các bạn. Xay bột ra đây. Nó ra thành bột rồi. Thì trước đây là mọi người hay dùng cái tấm như thế, tấm bánh dạo để ngâm. Cho ra nước nhưng mà như thế thì nó sẽ thối các bạn. Nó bay mùi thối. Thế bây giờ người ta xay bột và người ta hòa vào với nước luôn các bạn. Rồi, cho vào. Tục là một ít phân NPK các bạn. Đây là phân NPK hàng Việt đây các bạn. Đây. Để cho vào đây. Nhiều quá các bạn, để bớt lại ha. Đây. Và chúng ta quậy đều các bạn. Rồi. Sau khi quậy đều lên xong, chúng ta tưới một ít mỗi ngày ta tưới một ít thôi các bạn, không nên tưới nhiều quá thì nó sẽ bị thẩm thấu khỏi chậu các bạn. Tưới một ít thì cây nó sẽ thấm tốt hơn các bạn.